chỗ bán bánh mì nè. Là nè, thịt chả nè. Cái này xúc xích là cái gì? Vậy. Hồ lô hả? Hồ lô thịt hả? Có hồ lô thịt nè. Chả. Xúc xích. Cái này có giác cá nè. Rồi vậy nhiêu ở 20. Tớ gọi là 20 hết đúng không? Quá trời rồi cả nhà ơi. Chào cả nhà nha. Hôm nay em hiện em có mặt tới bãi biển du lịch làng chài Chí Linh. Em kính chúc cả nhà một ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Mùng 4 Tết. Chúc cả nhà thật nhiều hạnh phúc, thật nhiều sức khỏe trong năm mới. Hiện em đang có mặt tại bãi biển làng chài Chí Linh. Hả? Bãi tắm Chí Linh. Cá đối nè. Cá này giống cá trích đó vậy anh. Khu du lịch làng chài Chí Linh. Cá quá trời cá không nghe nha. Đây có mấy chị bán hải sản nè. Chị bán hải sản nè cả nhà ơi. Sò. Ốc hương, ốc hương. Có hai hào ốc hương. Này mới sò huyết quá. Bớt không anh? Có thiệt bán anh cho. Chủ yếu là căng đủ cho anh thôi. 35 đi, lấy 2 kg. Lấy 2 kg để 350 ký. 35 rồi đem 2 kg. 350, 350. Dư danh chút xíu là nó hơn cái 20. 400 lần. Con cá quá trời rồi con ơi. Anh ơi, đói nè. Tôi mua, người ta mua. Tôi lấy mà, nhưng mà lấy bà kia bà người ta mua chưa thì bà hai cá lưỡi mèo hết. Đây nào này đi chứ. Tâm ơi. Tâm. Cái này là 53, 54 lần nữa. Mới nó chụp về xong.
có anh hai đang rửa lưới, có anh hai đang rửa cá. Cá quá trời, cả nhà ơi, các bạn ơi, cái này cá gì anh, cá ngát hả? Phải cá ngát không? Này cá ngát à. Mua cá đi đó, tí nữa lại mua tôm. Quá trời cá luôn cả nhà ơi. Lưới rất là nhiều cá. Đây là có tôm nữa cả nhà ơi. Anh đã chia sẻ lại cho các bạn xem ở bãi biển Chí Linh nha. Làng chài Chí Linh luôn. Mua rồi đấy, trả tiền chưa? À, du khách mùng 4 Tết rất là đông luôn các bạn. 4 Tết là người ta bãi biển luôn à, rất là đông luôn à. Chị có lột đầu không? Ở phương này 380 kg nè đây nè. Rồi lột kem này đi. 2 kg nè. Bán em chai này 370 nè, vừa bán 370 luôn. Đây có chỗ lột luôn. Khách du lịch mua rất là đông rồi. Đây đúng cả nhà, có mực nữa nè. Ốc hương nữa nè. Cái gì? Mực nè. Ốc hương 208 hả chị? Ốc hương 208, mực này như vậy. Một này ha, mực này 1,5 kg. 208 kg hả? Mực 1,5 kg. Mực nào 1,2 kg cưng? 208 hả? Có hai con cá rất là to luôn à. Cá sủ. Mua ốc hương ăn không? Ăn thì ăn, mấy đứa nó ăn. Cá sủ nè cả nhà. Bao nhiêu ký em gái? 300, bây giờ em tính thanh 208 một triệu. 208 một ký ốc hương. 208 một ký ốc hương. Thì một ký cái ốc hương 1,5 kg thì cái giá ký nó bằng nhau. Mực 1,5 kg. Dạ đi, dạ đây. Dạ nè các bạn ơi. 5,5 kg. 5,5 kg một ký dạ bao ăn. Cá này giống cá xương xanh vậy. Đúng rồi. Cá xương xanh á. Cá xanh xương á. Cá này nhiêu ký? Là cá đói. Rồi 2 kg cần 2 kg nốt rồi đó. Rồi em tính 2 kg. Đây nữa cả nhà, vừa gỡ vừa bán luôn, vừa gỡ lưới ra bán luôn là rất là tươi. Rồi, cá đối ngon ghê em cả nhà, 120 kg. Đã chưa? Quá ngon luôn. Đây có cá đù nữa nè. Mua đi em đặt thùng cho. Cá đi anh, cá đối trứng này. Nhiều. Anh hết em cân cho 120 ngàn ký. 120 ngàn ký. Mua đi anh.
lại mới xuống rồi chưa mua cá được. Em nói thịt bán là trả lại nói 150 thì đâu năm đầu tháng hơi quá. Em nói thịt ai dân lao động năm đây là tôm. Tôm nó mực. Đây là mực. Mực bầu. Đây có cái mấy cá. Có tôm thích đang lậu lội nè. Đấy. Con cá ngát nữa cả nhà. Mua đi đóng thùng chiều mà về chứ còn chiều không có cá đâu chiều toàn là phải xe rú đóng thùng bỏ xe đó. Cái này mua đi đóng thùng cho gửi đây đóng thùng mà chiều lấy cái đó chị tôm mực chị con trai đang gỡ lưới cá chào anh cho em quay với lưới cá chút xíu anh. Con mực nằm dưới đây cả nhà. Đây có bạch tuộc nè. Tuộc rất to. Cá nhét cá thương ghẹ thì cái nhà bữa nay mùng bốn Tết rất là đông luôn. Ấp tủ ở nhà luôn. Thấy bê, cháu muốn là có 250 ký à, quá rẻ luôn. Đây có cá rất là to luôn nè. Cá rất là to luôn rồi các bạn. Cá chim rồi có luôn nè. Cá bè rồi. Cá bè lỏ luôn. Cá chim này 8, chim này 6. Cá chim trắng 6. Bà có 8, chim trắng. Chim trắng, chim vàng thấy không? Cái cam. Cái cam. Cái cam. Cái cam. Xin cái vụ qua đây chị đi. Cái đó là 86 hả? Cái ghẹ nữa nè cả nhà. Chim trắng 86 hả? Cái trắng này nè. Ghẹ. Đây, có xin cái vụ qua đây nè. Ba này vàng lấy 88. Có mà cái đường xuống qua đây hả? Mực này sao con? 8. Này 24 mực này 150. 150. Em lấy hết. Dạ. Vậy hãy đi em thiệt đó. Không có gì bảo vậy. Không có gì. Này đúng rồi cái đây vàng hàng này ghẻ quá trời luôn cả nhà. Quá trời ghẻ. Cái đó nhiêu ký chị? Một cái nhiêu ký? Chị được lượng gì quá nè. 24 á chị. Rồi em kêu người làm được luôn. Đúng vậy là nhờ tất sao? Con cầm nó rồi. Cái con cầm đấy. Con ghẻ này giờ chạy. Cái này 250 hút số, 250 hút số này, 200 hút số. 250 hút số. 150 hút số. Một cân 150, một cân 250. Đó là tôm tích nè. Tôm tép đồ quá trời luôn. Rất là đông luôn cả nhà ấy. Bãi biển mùng 4 Tết du khách đổ về khu du lịch làng chài Chí Linh, khu du lịch Chí Linh rất là đông. Bà con buôn bán rất là nhiều.
bên đây là 6 lạng này. 6 lạng 100 nè. 260. Còn con tí mấy? Lấy cho anh ký này đi em. Cái này là 88, cái này là 86. Cái này 251. Cái này ký kìa, kia kìa. Chắc đó, gà chắc đó. Này bao nhiêu mà thịt bao nhiêu? 256. Cái này là 200, cái này 250. Đây, 1 ký dẻ, 200. Có sống không? Sống chứ. Ở đây ta gỡ con nhiều quá trời rồi. Phải nào? Đây trong lưới này có con rệm nữa. Con này đợt đó, đợt mua 35.000 ký nè. Kiếm bằng con gì? Con rệm. 35.000 ký ăn cũng ngon, chắc con rệm đợt đi Long Hải mua đó. Con này nó chắc lắm. Con này bự nè. Con này bự nó nhiêu đó là bự hết cỡ rồi đó. Cái con này con gì vậy ta? Cái trứng hay trứng gì ta? Đem về nuôi. Ở đây nuôi. Nuôi. Mực ở nước mặn mà đem về nước ngọt. Đem về xong bỏ thêm bịch muối vô. Đúng rồi. Đem lên chiên luôn heo. Rồi đem lên chiên luôn. Gỡ thì ráng gỡ không, nó kẹp không có đau gì hết á. Từ từ thôi, kệ. Ăn ngon lắm. Bữa mua 35.000 ký á. Rồi con này con gì vậy ta? Túm hả? Cái con này là con chù ụ nè. Con chù ụ này... đúng rồi. Không, con đó con chù ụ. Con chù ụ này ăn được không chú? Không, được, con đó ăn cũng được. Luộc hay sao chú? Luộc ăn là được rồi. Đỏ như vẻ vậy, vui đó. Không có đắng, bao luôn. Đây có ốc điếu nè, dưới sò mai à. Dạ, 100.000 ký con. Ốc điếu, có sò mai nè. Thịt nhiều lắm, đầy thịt luôn á. Đây con này có ăn rồi, đầy thịt luôn á. 260 một ký chơi. Bao ăn thịt con luôn. Dạ 260. Không, chị luộc sơ đi. Dạ, không nếu mà giờ chị... Con luộc luôn hả? Ừ. Không luộc thì là nó khác, luộc luộc người ta đi, em đâu có bánh ấy luộc đâu. Luộc hình như 20.000 ký à? Đúng rồi, luộc 20.000 ký à. Lấy mấy ký vậy? Không có lựa được, cái này em hút ngang hết đó. 250 chị hút ngang luôn đó, chứ lựa là tới 280-300 đây nè, em lựa. Dạ. Nhỏ nhỏ này con nào cũng chắc á. Trời ơi, đây là anh trai cầm con này, chị dùng em mới coi. Mực 220 một ký, lựa 250. Nhỏ nhỏ thì con nào nó cũng chắc. Nè chỉ cho chị luôn nè, cái con ghẹ mà cái mình nó đục kìa nó mới chắc, chứ cái mình nó trong á mà nó không có chắc. Cái con nào mà cái mình nó đục á không, cái con này nó không chắc thằng nào. Lừa là 250 rồi nha. Đúng rồi, chỉ luôn cho đó. Cái mình nó đục là nó chắc à. Nó chuẩn bị nó mới sửa xong á. Bự hơn lại bên kia. Bao nhiêu? Bao ăn từng con luôn, chắc từng con luôn. Anh thấy còn thịt luôn. Đẹp lắm á. 250. 250. Cái này con nào cũng chắc, con nào nó cũng được. Ngon lắm, nó chắc lắm. Ghe em đi, em đi từng con đấy rồi. Vừa mấy con mà nó vàng lên cỡ này là gặp nhiều lắm. Chắc mình luôn á, phải lột luôn á. Con nào cũng chắc hết. Con này gà lưới là đâu. Nói như vậy á là có thể đập nó lột cái vỏ nó ra luôn, còn nguyên con luôn. Mới cua này mới ngon nè. Cua son này mới ngon nè. Đây là cua son hả? Cua son. Cua
đó rồi, cái đó 150 ký. 150 vậy đó. Không, cái này cua son mà. Không cột rồi nha, cột rồi nó gãy hết rồi này, nó ngon lắm này. Đấy. Chị ơi, lấy hết cho em trai đi chị gái. Thiệt luôn, chị lấy hết cho em trai đi. Em trai nó mừng. Nè. Cái đó là ai ký nhiều lắm á. Trùng luôn, tờ lé thằng kia đó bỏ đi nhậu rồi kìa. Bữa nay Tết chắc vô cái bỏ đó đi nhậu để cho ở nhà gỡ không? Dạ. Bữa nay đồ biển ở tại khu du lịch này cũng còn rất là rẻ, tư nữa. Sống không à. Đây có cá sủ nè, với cá chim trắng. Ốc đinh. À, cảm ơn anh nha. Ở đây có dịch vụ nướng sẵn, mần sẵn luôn, luộc sẵn luôn. Mần ốp nướng luôn vài nhiêu con hay là 1 ký cô? Con. Một con như cỡ vậy bao nhiêu tiền một ký? Một con 40 bốn chục phải mua thêm mà hai con đi 150 nè là tham gia 120 con cả nướng cả luộc cả nướng cả nướng đồ bao hết luôn là 120 con. Cá này cá cam hả không cô? Cá cam 120 con bao nướng luôn, ốp nướng thì đồ chấm luôn. Con cá cam quá ngon luôn. Ê có biết hàng. Ở làng chài Chí Linh có dịch vụ bao nướng con cá cam về 120k này nha. 120k một con. Vâng. Nướng. Chấm 20k một con. Chút bớt luôn mà. Nướng thế uống dây bạc đây nè. Không phải dây ăn đâu. Cái tiền cũng hơi khó quá hả cô? Dạ. Rất khó tỉ. Đúng ra vậy quá rẻ luôn. Nghe luộc vậy nhiêu ký hả? Luộc 20 thế cơ. Luộc 20k một ký. Nó sợ em ăn gọi gì đâu. Dạ. Trời ơi, chạy mà. Quá rẻ luôn. Chút bớt luôn á. Để cho cô bán cá. Đây là cá sồng hả cô? Cá sồng. Đâu rồi? Đây có hào cá. Đây có chú đang gỡ lưới. Kêu bánh gì chị? Bánh bột lọc. Bánh bột lọc. Một hộp bao nhiêu tiền chị? 30 ạ. Một hộp 30k. Ở đây có dịch vụ là luộc và nướng luôn nha. Đây có dịch vụ luộc và nướng luôn nha các bạn. Cái này cái gì vậy? Bột lọc. Đủ. Ăn kèm với đu đủ hả? Dạ đúng, ăn kèm với đu đủ. Với cái gì nữa? Quá ngon luôn cả nhà. Cái này tỏi phi, hành phi, phi. Mấy bánh mặn được mấy bánh ngọt nha. Dạ rồi. Chị mấy bánh ngọt. Có hai loại, vẫn có đậu xanh nữa. Dạ đúng rồi. Mấy chị bánh mặn xanh. Bánh bột lọc cái gì? 30 người một phần cái gì vậy cô? Dạ những tô cái này đậu xanh. Đậu xanh hai loại. Đậu xanh cái trắng.
Đây có cô chú đang gỡ lưới, gỡ lưới cá. Con cá bóp rất là to. Quá thì cánh quá chứ em. Cá bóp với cá sủ. Cá bóp quá. Chị cá này cái gì chị? Cá bóp nhiêu tiền ký hả? Đúng cá sủ. Nhiêu tiền ký chị? Dạ. Cá bóp bao nhiêu? Cá bóp này nhiêu ký? Cá bóp 2 tấn. Chứ được 10 kg mà sao chị? 2 kg là 6 tấn, không biết đi lấy cái đi nắm thuốc thế. Học hương để có mực cóc hả? Ôi cá nhà mực cóc chưa hết nữa. Dạ có cua biển, có cua biển, cua biển 300 ghẻ nhiêu vậy? Dạ 300 nào nó rụng nó tràn. Ừ. Không, cái con là chút ai mua thì tặng cho con này luôn. Mua tặng cho con đó luôn. Ừ, tại cái anh sắp cái càng nó quay với nó dậy thì nó còn biết nên. Này con có cái mấy hai cái chị ta. Gà 320. Bao chặt. Bao ngon luôn, ăn ốc con nào được. Có xuống ngoài tới. Chút xíu nữa. Chưa hết. Cả nhà ơi. Anh chị đang gỡ lưới. Đây có khủng thì cá rất là nhiều luôn này chú mực. Rất là to luôn. Nó đói rất là nhiều luôn rồi cả nhà. Mực. Có cá đầu. Mực cá đầu rồi cả nhà. Đây cá đối. Ngày 4 Tết bãi biển rất là đông, du khách xuống rất là nhiều. Hóc. Đây là bãi biển Chí Linh nè. Cả làng chài Chí Linh. Ở đây có chú ngựa nữa nè, đã có chú ngựa.
Ở đây có chú ngựa đi hoài bãi biển nè cả nhà. Xem quay chú ngựa hoài bãi biển cho các bạn rồi xem nè. Đó, ngựa này ta lấy dành đây chụp hình nè. Có anh cởi ngựa đội cái nón đẹp không? Anh quay không? Đó. Quay một đoạn cho các bạn xem nè, chú ngựa nè. Đây có chú ngựa đó. Đây. Ngựa đi vòng vòng nè. Ngựa này để cho du khách chụp hình nè. Rất là đông luôn các bạn ơi. Đấy, chú ngựa đi vòng vòng đấy. Là hải sản tươi sống không? Uống đi biển mới vô là ngỡ luôn đấy. Đây chừng ký mấy nha. Ký mấy? Mực. Có cá. Có tôm, có ghẹ. Đây còn cá lứ không nha. Có tôm, có ghẹ. Anh đi đâu? Cả nhà thấy đông không? Vui không? Quá trời đông luôn. Clip em đến đây cũng xin kết thúc cả clip nha cả nhà. Cả nhà một mùa xuân thật là vui, thật nhiều hạnh phúc, thật nhiều sức khỏe. Bye bye.